Cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 đã có tiến độ triển khai vào cuối năm. Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các ban quản lý dự án căn cứ vào Nghị quyết 18 của Chính phủ cho phép triển khai đồng thời các thủ tục để rút ngắn thời gian, khẩn trương lựa chọn nhà thầu tư vấn bước thiết kế kỹ thuật, đảm bảo khởi công cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 vào cuối năm nay. Tất cả các dự án thành phần cũng được ban quản lý dự án phát hành hồ sơ yêu cầu các gói thầu tư vấn thiết kế, dự kiến sẽ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn trước ngày 31 tháng 7 năm 2022. Riêng ban quản lý dự án Mỹ Thuận dự kiến phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn ngày 8 tháng 8 năm 2022. Đến nay, 12 trên 12 dự án thành phần cũng đã có văn bản báo cáo tiến độ triển khai chi tiết, công tác khảo sát, thiết kế kỹ thuật, dự toán để khởi công vào cuối năm 2022. Các ban quản lý dự án đang chỉ đạo các đơn vị tư vấn, tổ chức triển khai công tác khảo sát lập thiết kế kỹ thuật, làm việc với địa phương về mỏ vật liệu xây dựng, bãi đổ thải, xác định giá vật liệu xây dựng cho dự án. Về giải phóng mặt bằng, ông Thái cho biết hiện 6 trên 12 dự án đã hoàn thành đo tại thực địa, Bãi Vọt, Hàm Nghi, Vũng Áng, Bùng, Bùng, Vạn Ninh, Hoài Nhơn, Quy Nhơn, Quy Nhơn, Chí Thạnh. 6 trên 12 dự án đang triển khai gồm Vạn Ninh, Cam Lộ đạt 97%, Quảng Ngãi, Hoài Nhơn đạt 80%, Chí Thạnh, Vân Phong đạt 83%, Vân Phong, Nha Trang đạt 46%, Cần Thơ, Hậu Giang đạt 79%, Hậu Giang, Cà Mau đạt 78%. 2 trên 12 dự án thành phần đã hoàn thành kiểm kê tài sản trên đất, Bãi Vọt, Hàm Nghi, Vũng Áng. 10 trên 12 dự án đang triển khai, Vũng Áng, Bùng 82,5%, Bùng, Vạn Ninh 86,5%, Vạn Ninh, Cam Lộ 21,4%, Quảng Ngãi, Hoài Nhơn 60%, Hoài Nhơn, Quy Nhơn 70,6%, Quy Nhơn, Chí Thạnh 42,2%, Chí Thạnh, Vân Phong 41%, Vân Phong, Nha Trang 37%, Cần Thơ, Hậu Giang 79%, Hậu Giang, Cà Mau 78%.